mình xem trên BioTool nó báo Z, có nghĩa là máy mình đã kích hoạt rồi. Giờ mình bấm lên net trên điện thoại để nó vô menu, rồi chia sẻ với các bạn cái cách mình fix nhanh cái YouTube luôn. Lúc mình đã treo như thế này á, nó không vô được á, thì các bạn reboot máy giúp mình nha. Nó hay bị treo khúc này nè các bạn, nó bị đơ luôn á. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái máy iPhone nó bị khóa kích hoạt nè các bạn. Quên tài khoản iCloud ha. Chia sẻ với các bạn cái cách mình bypass nhanh cho nó nha. Để mình xem máy này máy gì đây. 6S Plus iOS 12.5.7 nè. Chia sẻ với các bạn là cái cách mình bypass không có cần USB gì hết nha các bạn. Nói chung là mình làm nhanh gọn lẹ luôn ha. Đầu tiên á, những cái máy màn hình Hello các bạn phải giao red trước cho mình nè. Lúc trước bằng WinRAR á, các bạn chạy khá khó khăn. Chia sẻ thêm với các bạn cái cách mình giao red bằng cái tool này nè các bạn. Rất là nhanh ha. Các bạn mở cái tool lên, đợi điện thoại nó nhận cái máy, rồi kiểm tra driver đầy đủ á, tiến hành mình chạy thôi. Đầu tiên đưa cái máy vô chế độ recovery nè, là chế độ cáp đĩa ha. Đợi cái máy vô chế độ recovery xong á, tiếp tục các bạn đưa vô chế độ DFU. DFU thì trên tool nó có hướng dẫn, các bạn vô không được thì mình vô lại ha. Ví dụ mình bấm chữ start trên tool, rồi nhấp nhịp nhẽ nguồn với lại home. Nguồn với home các bạn giữ cho mình 4 giây, rồi buông phím nguồn vẫn giữ phím home, chờ một lát là nó sẽ vô DFU. Lúc này thì cái máy mình nó sẽ màn hình đen thui nha các bạn. Nếu mà nó boot lên lại cho táo thì các bạn phải làm lại ha. Rồi khi này cái tool nó làm việc thì mình đợi cho nó boot qua giai đoạn 1, giai đoạn 2, rồi cái máy mình nó sẽ giao red thành công thôi. Các bạn để ý cho mình ha. Lúc này cái máy nó boot lên nè, chạy những cái lệnh bong OS, rồi nó khởi động lên lại màn hình Hello á. Mình kiểm tra coi thử nó giao red thành công chưa. Rồi mình đi mở tool mình ba bát thôi. Vỗ tay. Đợi một lát cái máy mình nó khởi động lên, kiểm tra coi thử nó giao red thành công á, là ok nha các bạn. Nếu các bạn làm không được thì mình làm lại thôi. Nói chung giao red những cái con máy đời thấp này nó cũng khá là nhiều tool ha. Ví dụ các bạn chạy tool này không được thì chạy WinRAR gì đó, mình cũng có chia sẻ khá là nhiều trên kênh á. Các bạn chịu khó xem giúp mình nha. Sau khi giao red thành công á, giờ các bạn trở lại cái tool này, mình bypass. Tool này nó vẫn là miễn phí nha các bạn. Nói chung mình bypass dùng wifi thôi. Khi các bạn mở cái tool lên á, mà nó báo là cái dòng chữ xanh phía dưới á, các bạn thấy không, là nó đã giao red thành công nè. Cái tool này các bạn đăng ký số series để mình chạy nha. Đăng ký miễn phí thôi các bạn. Số series này chưa đăng ký nè. Các bạn copy số series, rồi click vô cái trang web của admin á, mình đăng ký thôi. Đăng ký cũng khá là nhanh nha các bạn. Nói chung những cái dòng này thì hầu như ra cũng khá là lâu rồi, iOS thấp á. Chia sẻ thêm với các bạn là nhiều lúc nhà có những cái máy này dư á, thì mình bypass dùng wifi mở cài YouTube gì đó cho mấy em nhỏ ở nhà xem cho nó đỡ buồn ha. Sau khi đăng ký số series thành công á, mình trở lại cái tool, mình bypass thôi các bạn. Nếu mà nó chưa nhận thì rút ra game lại, trở lại cái tool, thấy nó báo số series mình đã đăng ký rồi thì mình bypass thôi. Các bạn nhớ là mình phải giao red trước cái máy nha. Nhiều lúc các bạn có giao red theo kiểu USB boot á thì cũng được thôi. Mình chia sẻ cách này thì nó khá là đơn giản, không có cần USB gì hết. Rồi mình bấm bypass Hello, đợi cái tool nó làm việc. Cái này thì nó chạy, mình thấy lúc nó bypass cũng khá là lâu ha. Mình phải đợi nha. Các bạn có thắc mắc gì thì để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn ha. Cái khúc này nè, mình thấy nó khá là lâu ha. Phải đợi thôi các bạn. Nhớ là kết nối cho mình một cái cáp zin là được. Cáp USB A thôi nha các bạn, chứ thôi đừng có chạy cái cáp C ha. Cáp C nhiều lúc nó vô để bù nó hơi khó khăn á. Các bạn chạy cái cáp thường cho mình là được rồi. Lúc này nó đang bypass nè. Sau khi bypass thành công á, thì nó hỏi mình muốn bypass full sim hay không. Thì full sim thì phải tốn phí rồi, mình không cần đâu các bạn. Này dùng wifi thôi ha, bấm no này. Rồi tiếp tục mình xem trên BioTool nó báo Z, có nghĩa là máy mình đã kích hoạt rồi. Giờ mình bấm lên net trên điện thoại để nó vô menu,
rồi chia sẻ với các bạn cái cách mình fix nhanh cái YouTube luôn. Lúc mà nó treo như thế này á, nó không vô được á, thì các bạn reboot máy giúp mình nha. Nó hay bị treo khúc này nè các bạn, nó bị đơ luôn á. Thì mình khởi động lại điện thoại thôi là nó sẽ vô bình thường ha. Sau khi vô bình thường rồi, mình chia sẻ thêm với các bạn là cái cách mình cài cái YouTube để xem những cái trên những cái iOS thấp á. Chứ YouTube hầu như người ta đã fix những cái lỗi mà iOS thấp á, là mình không có xem được YouTube gốc nha. Rồi nó vô menu này các bạn. Vậy là xong thôi. Các bạn nói chung là mình có những cái máy này thì mình mang ra mình bypass ha. Nó chặn reset luôn nha, nó xóa cái dòng 2 cho mình luôn nè. Nói chung các bạn xài thoải mái, không có sợ mà lỡ reset cái máy lại đâu. Rồi tiếp tục mình fix cái YouTube, các bạn chuyển qua cái ô Toolbox á. Mình cài cái cấu hình YouTube mới nè. Mình có để link phía dưới video hết ha, các bạn tải về từ từ mình làm thôi. Sau khi tải xong á, mình vô cài đặt, cài cái cấu hình YouTube rồi mình xem thôi. Khi các bạn cài cái cấu hình YouTube xong á, thì nó sẽ ngoài màn hình nó sẽ có cái biểu tượng ở YouTube cho mình nè. Các bạn bấm vô xem. Nhớ là mình không có vô cài đặt, mình xóa cái cấu hình YouTube mình mới cài nha các bạn. Nhiều lúc các bạn cài xong tưởng ok rồi, vô mình xóa cái cấu hình là nó mất cái YouTube ha. Để mình xem vô kênh mình ok nè. Các bạn chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.